Được tin bà Maria Nguyễn Thị Lập vừa mới qua đời tại một nơi rất xa xôi, đó là đất nước Hoa Kỳ. Bà sinh ra tại Vũng Tàu, miền Nam, nhưng mà gốc gác quê cha đất tổ tại Đông Xuyên của chúng ta. Vì thế hôm nay chúng ta cùng với họ hàng thân tộc tưởng nhớ một người họ hàng thân tộc, một người anh chị em tín hữu chúng ta vừa mới qua đời tại nơi rất xa xôi. Và chúng ta dâng thánh tế này để xin Chúa nhân lành tha thứ mọi lỗi lầm khi bà còn sống trong cuộc đời trần thế, xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến nhau. Và chúng ta tuyên dương đức tin với thân phận con người là cho hồn, nhưng mà với lòng sáng hối, với tình thương hài hòa của Chúa, với công ơn cứu độ của Chúa Giêsu, đó là tin mừng cứu độ, tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Khi như vậy chúng ta cử hành thánh lễ để tuyên dương đức tin và hy vọng bà Maria sau khi được thanh huyền sẽ được về quê trời hưởng nhân thánh Chúa. Và giờ đây chúng ta thành tâm sám hối, thú nhận tội lỗi chúng ta để thánh lễ chúng ta dâng được Chúa chấp nhận. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Khẩn nài Chúa xót thương tôi tớ Chúa là Maria Nguyễn Thị Lập. Vì khi còn sống ở đời này, Chúa đã thương nhận tôi tớ Chúa vào phần thân Chúa. Thì giờ đây xin Chúa cũng cho tôi tớ Chúa được vào nơi đầy ánh sáng và bình an, và chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, nguyện sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Khôn ngoan: Linh hồn của người công chính ở trong tay Chúa, và với thống khổ của những chết không đụng tới các ngài. Đối với những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi coi vị là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Giống theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Oh,
thật ra không phải mọi người chúng ta sẽ chết, nhưng mọi người chúng ta sẽ biến đổi trong giây lát, trong nháy mắt, vào lúc có tiếng hoa cuối cùng, vì sẽ có thổi hoa, thì những người sẽ chết sẽ tối về không còn hư nát, và chúng ta sẽ được biến đổi, vì cái có thể hư nát này sẽ mặc lấy sự không hư nát, và vật phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Khi cái hay hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát, và vật phải chết này đã mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ ứng nghiệm lời đã biết rằng sự chết đã trôn vùi cho chiến thắng. Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, ngọc độc của ngươi ở đâu? Ngọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là đền luật. Cả ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô của chúng ta. Đó là lời Chúa. Vì thế mà nhạc sĩ Công Sơn nhìn nhận cuộc đời là rất tuyệt vời,
mà chỉ một kiếp mà thôi, rồi cũng trở về cát bụi. Nhưng mà đối với chúng ta là những người Công giáo, hay hôm qua thôi, mỗi người chúng ta đã đến, có thể cúi đầu, có thể quỳ gối, khẳng định một chân lý của cuộc đời, đó là chúng ta cũng chỉ là cát bụi. Với người hãy nhớ mình là bụi tro. Đó là bài hát mà chúng ta được giáo hội luôn nhắc nhở khi khai mạc của trai thánh. Có người hãy nhớ mình chỉ là bụi tro. Và vì thế mà có thể đi lên rất bé thì chúng ta biết người lên. Bởi vì chúng ta là những người không xứng đáng. Ví dụ như có những ai bắt ngăn trở, có những ai phạm tội trọng, hay có những ai tâm hồn không được thanh thản thì không nên rước lên. Thế nhưng mà nên sức cho cả nghìn mình là cát bụi thì có thể bất cứ ai trong nhà thờ khi lễ đều chấp nhận một chân lý như thế. Có thể là em nhỏ mới sinh thôi, bố mẹ đã bế đưa đến nhà thờ và cũng được sức của chú cho ở trên đầu và khẳng định như thế. Rồi có người có thể là qua trăm ngày tháng không đi lễ nhà thờ bao giờ, nhưng ngày lễ cho đến để khẳng định thân phận con người là cho. Và hầu như tất cả những ai có thể bận bộ thế nào thì cũng để đến nhà thờ để khẳng định thân phận con người này như thế. Với người hãy nhớ mình là bụi tro cả như vậy, đó là một thực tế của cuộc đời, không ai có thể trốn tránh được. Người ta có lúc xác cho em chắc cũng chỉ một thời gian, chứ không ai lúc xác được mãi mãi. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà chúng ta là những người Công giáo, hạt mù ấy còn tuyệt vời hơn nữa, không phải tồn tại trong cuộc đời một kiếp xong chơi mà thôi, nhưng mà tồn tại trong cuộc đời muôn muôn kiếp, đó là sự sống đời đời và chính Chúa Giêsu nhờ công ơn cứu độ của Ngài ban tặng cho chúng ta. Vì thế mà chúng ta nhìn lên cũng thấy có một dòng chữ hãy sáng hối và tin vào tin mừng là như thế. Khi giáo hội xin cho trên đầu chúng ta và nói với chúng ta rằng hãy ăn năn sáng hối và tin vào tin mừng, giữa thân phận là bụi tro, giữa cái chết của con người, giáo hội vẫn yên ngang công bố tin mừng Chúa Giêsu. Chính vì thân phận con người, thân phận cát bụi mà Chúa đã đến để cứu con người chúng ta. Chính vì thân phận con người, chính vì đức tin xác và người ngày sau sống lại, cho nên chiếc nắng cho tàn hay là bụi đất, chúng ta cũng quây quần bên và có thể thi hài người thân hay là nắng cho tàn đó, mà tuyên xưng rằng cái nắng cho tàn đấy, cái xác loài người ấy nhờ công việc của Chúa Giêsu sẽ sống lại trong ngày sau ấy. Vì thế mà đối với chúng ta không phải là một cuộc đời hay là một kiếp rong chơi tuyệt vời như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tôi, nhưng mà đó là muôn kiếp sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Tuyệt vời là cái chỗ đó. Giáo hội Yên Ngang công bố tin mừng trong đám tang nghe tin người qua đời là như thế. Nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, chúng tôi loan báo và hoan nghênh những kỳ lộc vừa mới qua đời và được Chúa đưa về nhà cha. Đó là đức tin của chúng ta, chứ không phải là tin buồn, không phải là ngõ cụt của cuộc đời như những người không tin con Chúa. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, là đây chúng ta dâng thánh lễ này với niềm tin xác tín là xác và người ngày sau sẽ sống lại. Dù cách xa cảm trùng, chúng ta cũng có thể hiện diện nơi đây để cầu nguyện, để nhờ thánh lễ chúng ta dâng giờ đây xin Chúa ban ơn cứu độ và cho bà Maria Nguyễn Thị Lộc được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Đó là điều mà bà đã khẳng định trong 58 năm của cuộc đời, 58 lần đến nhận cho và tin rằng tôi sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau thế. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Xin cho linh hồn Maria qua bí tích rửa tội đã nhận được hạt giống đổ sinh sự sống đời đời.
được mãi mãi du hồn với đất thánh của Chúa. Hoan công mô phạm.
ban cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là vì thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mùa về thứ ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng cảm ơn trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Yeah.
khỏi mọi chiến loạn. Đang ghi chúng con đợi đến khi vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Ôi tình yêu bao la,
hồn chị em tin hữu chúng con là Maria Nguyễn Thị Lập đã được Chúa cho tham dự vào giao ước của Chúa khi được tẩy sạch nhờ quyền năng của bí tích này, muôn đời được hưởng bình an của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Thưa ông bà, hôm nay có người thân của gia đình anh em chúng con qua đời tại Pháp Quỳ. Được sự quan tâm của cha xứ, được sự quan tâm của ban chủ tịch, ban hành giáo nhà xứ và giáo họ, cùng với sự quan tâm của quý cụ ông bà và anh chị em đã tề tựu tại thánh đường Phê Đô, giáo xứ Đông Xuyên cùng hiệp thông dân thánh lễ để cầu nguyện cho người thân của gia đình anh em chúng con. Về xin thay mặt cho gia đình tạ ơn Chúa, cảm ơn cha xứ, cảm ơn quý cụ ông bà và anh chị em, cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn các đội đoàn. Và một lần nữa con xin cúi đầu tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người. Chúa ở cùng anh chị em.